Siêu bom FAB-3000 của Nga đã ở trạng thái sẵn sàng. Trong hai tuần nữa, máy bay Nga có thể sẽ hành động và đâu sẽ là mục tiêu của loại vũ khí hạng nặng này. Trong những ngày gần đây, việc quân đội Nga sử dụng siêu bom FAB-3000 mới nhất đang được lan truyền trong giới truyền thông. Mặc dù được thảo luận rộng rãi, nhưng các nguồn chính thức vẫn chưa xác nhận những thông tin này. Tuy nhiên, theo một cựu phi công quân sự, đồng thời là chủ kênh Telegram Fighter Bomber khá uy tín, Việc phát triển mô-đun cánh lượn có thể điều khiển UMPK cho FAB 3000 đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối và dự kiến chúng sẽ sẵn sàng sử dụng trong thực chiến trong những tuần tới. Ở giai đoạn đầu, FAB 3000 sẽ trải qua quá trình thử nghiệm toàn diện tại các thao trường chuyên ngành. Đây là quy trình tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí mới, cho phép nhà phát triển đánh giá đặc điểm của chúng và loại bỏ những khiếm khuyết có thể xảy ra. Sau khi thử nghiệm thành công, vũ khí mới sẽ được thử nghiệm trong điều kiện thực tế chiến đấu. Nếu kết quả tốt, siêu bom mới chính thức được chuyển đến các trung đoàn chiến đấu để sử dụng rộng rãi. Nguồn tin nhấn mạnh, phương tiện mang bom FAB-3000 sẽ là máy bay tiêm kích đa năng Su-34 bởi chúng sở hữu độ tin cậy và khả năng cơ động cao cũng như khả năng mang theo vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, máy bay ném bom siêu âm tiêu 22M cũng rất thích hợp để sử dụng FAB-3000. Điều này mở rộng khả năng sử dụng loại bom mới và tăng tính linh hoạt trong các tình huống chiến đấu khác nhau. Câu hỏi về tính khả thi của việc sử dụng UMPK trên FAB 3000 đang được cộng đồng chuyên gia thảo luận tích cực. Việc dùng mô đun cánh lượn có điều khiển trên các loại bom cỡ lớn như FAB 3000 mở ra những cơ hội mới trong hoạt động quân sự. Độ chính xác và tầm bay xa của bom càng khiến những quả bom này trở thành vũ khí hiệu quả để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương. Việc sử dụng bom FAB 3000 có thể thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên chiến trường. Độ chính xác và tầm bay của bom tăng lên giúp lực lượng Nga có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu, đồng thời giảm thiểu đáng kể rủi ro cho phi hành đoàn máy bay ném bom. Ngoài ra, việc sử dụng những loại vũ khí như vậy có thể làm giảm tần suất tấn công đối với một mục tiêu, nhưng vẫn đạt được mục đích yêu cầu đề ra, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng khả năng chiến đấu của lực lượng không quân. Sự xuất hiện dự kiến của bom FAB-3000 với bộ điều khiển UMPK gây lo ngại ở phương Tây. Các nhà phân tích quân sự hàng đầu từ Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, Nga chứng minh việc làm chủ công nghệ cao trong lĩnh vực vũ khí dẫn đường có thể dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch chiến lược và tái phân bổ lực lượng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Mặc dù Nga đang tái sản xuất bom FAB-3000, nhưng trên thực tế, loại bom này đã được sử dụng ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, để sử dụng loại bom này, quân đội Nga khi đó phải chờ khép vòng vây ở Mariupol và đảm bảo được ưu thế trên không tại đây họ mới cho sử dụng loại máy bay ném bom siêu âm tu 22 m 3 để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol. Chủ yếu là nhờ họ có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để phản đòn. Nhưng giờ đây trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi lý tưởng như vậy để thả bom bởi mối đe dọa từ các hệ thống phòng không dã chiến và thậm chí cả các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của quân đội Ukraine khá mạnh. Vì vậy những quả bom FAB-3000 mới sản xuất này sẽ được lắp mô đun dẫn đường có cánh lượn. Những chiếc tiêu 22 m 3 hay tiêm kích đa năng Su-34 có thể thực hiện các đợt thả bom ở cự ly xa nằm ngoài sự đe dọa của hệ thống phòng không Ukraine. Vậy những quả bom FAB-3000 sẽ được sử dụng cho những mục tiêu nào trên chiến trường Ukraine? Rất có thể, đó là những mục tiêu trong đô thị giống như Bakhmut, Marinka hay Abdivka trong giai đoạn đầu chiến dịch mà lực lượng Moscow trước đó phải rất vất vả mới chiếm được. Bên cạnh đó, những cây cầu bắc qua sông Đơ Nhép, huyết mạch, hàng ngày đảm nhiệm tiếp tế cho quân đội Ukraine từ phía Tây sang phía Đông sẽ là những mục tiêu cần phải sử dụng đến sự xuất hiện của những loại bom này. Việc máy bay chiến đấu của Nga có thể tiếp cận gần những cây cầu bắc qua sông Đơ Nhép để thả bom tấn thực sự là việc không hề đơn giản. Không quân Nga chỉ có thể thực hiện được khi họ hoàn toàn chế áp lực lượng phòng không đối phương trong khu vực có bán kính ít nhất là 100 km. Quân Nga đang tiến công vào các pháo đài Volchansk ở Kharkov, hay ở Chasipja phía tây Bakhmut và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương. Do vậy, rất có thể những thành phố này sẽ là mục tiêu đầu tiên của siêu bom. Trong những ngày qua, lực lượng Moscow dồn lực để tràn ngập hoàn toàn hai cụm cứ điểm. Tuy nhiên, những tòa nhà cao tầng đang là những vật cản chính đối với hoạt động tiến công của họ. Độ chính xác và uy lực khủng khiếp của bom FAB-3000 với mô đun UMPK khiến chúng trở thành vũ khí lý tưởng để xâm nhập sâu và đánh sập các mục tiêu quan trọng giúp làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công tiếp theo. Theo Bulgaria Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900m, có thể gây thiệt hại trên diện rộng, sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường. Tuy nhiên, thông tin của War cho thấy, quả bom này không mạnh đến thế, vụ nổ trên mặt đất của FAB-3000 có thể gây tử vong cho sinh lực lộ thiên trong bán kính 155 tới 160m nếu có công sự che đỡ hoặc từ 35 tới 40 m nếu ngồi trong xe tăng. Để có thể tránh được chấn động do vụ nổ của bom thì phải ẩn nấp cách tâm vụ nổ 167 m trong điều kiện có công sự che chắn. Trước những thông tin về loại bom FAB-3000, các quan chức Ukraine đánh giá rằng sức công phá của bom phóng từ trên không mà Nga đưa vào sản xuất hàng loạt có thể sánh ngang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu của cơ quan an ninh Ukraine, ông Oleg Starikov tiết lộ. Nga đã sản xuất bom trên không FAB-250, 500 và 1.500 từ lâu và hiện đã bổ sung thêm FAB-3000, loại bom có khả năng phá hủy mọi công trình quân sự kiên cố và loại bom này có thể so sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vị cựu quan chức an ninh Ukraine bày tỏ lo ngại về khả năng có bom nặng 3 tấn có tác động nghiêm trọng đến tình hình hoạt động ở tiền tuyến và sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Vào cuối tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom FAB-3000 có trọng lượng 3 tấn, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. FAB-3000 được đưa vào trang bị từ năm 1946, loại bom siêu lớn này vẫn tiếp tục là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Bom FAB-3000 dài khoảng 3,3 mét, đường kính thân 820 mm, sải cánh khoảng 1 mét, Tổng khối lượng của quả bom khi có ngòi nổ lên tới 3.067 kg, trong đó thân bom nặng 1.600 kg, lượng thuốc nổ 1.387 kg. Tùy thuộc vào thời gian sản xuất và loạt sản phẩm, thuốc nổ TNT hoặc hỗn hợp dựa trên TNT được sử dụng. Bom được lắp 3 ngòi nổ ở đầu và đuôi có thể phát nổ trực tiếp khi tiếp xúc với mục tiêu hoặc cũng có thể đặt ở chế độ nổ chậm. Khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, một số nguồn tin của phương Tây lại có quan điểm khác. Trong khi một số phóng đại mức độ nguy hiểm, thì số khác cho rằng đó là một quả bom thông minh ngu ngốc và khuyên quân đội Ukraine đừng sợ. Còn các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, dù sức mạnh của bom FAB-3000 không thể so sánh với vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng nó cũng sẽ gây ra tâm lý răn đe cho quân đội Ukraine. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergei Shoigu đã thị sát tổ hợp sản xuất công nghiệp quốc phòng ở Nizhny Novgorod, miền tây nước Nga, nơi tọa lạc tổ hợp sản xuất đạn pháo và bom hàng không thuộc nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau. Theo Bulgaria Military, FAB-3000 không phải là loại bom lớn nhất trong kho bom của Nga. Moscow còn có FAB-5000 và FAB-9000 với trọng lượng lần lượt là 5 tấn và 9 tấn. Tùy thuộc vào diễn biến tình hình ở Ukraine, những quả bom này cũng có thể quay trở lại sản xuất. Tuy nhiên, chưa rõ loại chiến đấu cơ nào sẽ mang được chúng quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ